sẽ đẹp trái cây rất là nhiều cả nhà. Mà thích ăn trái cây nào là chọn trái cây đó. Bây giờ là mình tạm thời là ghé ở cái quầy quầy trái cây mận đi. Chọn mận trước đi. Đây có số riêng trái gì? Riêng trái cây gì hả? Ở cái cuốn này là cuốn này là biết cuốn trứng cây nè. Dạ. Bò hết đầu. Bò mấy em ăn hết nãy rồi. Thôi. Thơm quá trời luôn. Bí. Bí. Bí không ăn ngọt. Béo thì nó ngọt mép xẹt. Dạ, mà nóng lắm. Chị trái mấy chục ngàn. Trái này chắc phải 2 kg hơn ha. Ui, có mấy chục ngàn chưa đi chắc. Thải làm coi thử coi. Bao nhiêu 30.000 ký hả chị? 45.000 ký. Cái gì trả gì cưng? Trả 90.000. Trời ơi, còn mùng chuối nữa. Đây là ôi, coi mận này, trái mận này cả nhà. Đã không? Mận ngon ghê không? Em lẩm sơ chị lẩm lại nha. Nhiêu ký vậy chị? Mận nè 25.000 một ký. Đây này mận nè em. Quá trời ngon luôn. Ăn được luôn rồi đó. Dạ không, chị mua đi. Giờ là cái chợ này bắt đầu dọn rồi chị. 3 giờ là họ cho dọn. Bán đến mấy giờ hả chị? Bán xử lý nhà thầu. 80.000. Tiền à, 19 rồi đó. Nãy mua trái em về lên nhà cho mấy mẹ rồi đó. Tôi ra bán coi đi. Để em lấy cái hộp bỏ vậy. Để đi hồi quả mà. Chín cây là ngon lắm á. Khỏi cần thuốc, khỏi lo thuốc men gì hết á. Không, mình nó là cái thái của bụng bị dập mình mất. Dạ. Yeah. Chứ mình cũng có bán ba cái đồ mà chở xe tải, hai ba trái, ba con trái không có gì đâu. Dạ. Chị chờ này bán 3 giờ đến tối luôn hả chị hả? 3 giờ đến tối. Dạ. Yeah. 8 đến giờ. Dạ, đã nói 8 đến giờ. Chị bán mấy thì hôm tới 10 giờ mới về nữa. À. Chị nói nhiêu chị hai mà? 30.000 luôn. Ở bên này có chôm chôm này cả nhà. Rất là nhiều luôn. Cái chợ này là nguyên trái cây luôn. Chào cả nhà, hôm nay đi về Sa Đéc, ghé thăm cái chợ trái cây ở Sa Đéc. Thì cái chợ Sa Đéc thì ngoài cái chợ thực phẩm, chợ rau củ quả thì có cái chợ trái cây này. Mở cửa lúc tầm khoảng 3 giờ chiều. 3 giờ chiều thì các cái anh chị dọn trái cây ra bán. Trái cây ở đây thì các cái loại trái cây của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đây thì bây giờ mình đi giới thiệu với cả nhà một loạt các cái loại trái cây ở Sa Đéc. Đây là giống như là vừa này là vừa sầu riêng. Đây là cam sành, xoài. Thì bây giờ là đúng 3 giờ cho nên mấy anh chị đang dọn hàng ra xoài này cả nhà. Rồi đây là quầy chôm chôm. Nhớ mùa chôm chôm chín. Chôm chôm trái rất là to luôn. Rồi chào chị. Chị chôm chôm gì đây chị? Chôm chôm thường thôi hả? Chôm sơ qua. Dạ, bao nhiêu ký chị? 25.000 một ký. Chị có chôm chôm và mận nè cả nhà, có hai loại. À, rồi em chào chị ha. Dạ. Đang dọn hàng ra, mọi người đang dọn hàng này bán. À, đây là về Sa Đéc, về Đồng Tháp thì không thể thiếu là sen. Đây anh này bán gương sen luôn. Sen chay. Dạ, sen nấu chè anh ha. Sen ăn sống cũng có luôn.
3 giờ thì người ta giòn đã bán rất là đông vui nhộn nhịp. Rồi em chào anh nha. Dạ. Dạ đây cam. Đây là cam. Em mua mận rất là đông luôn. Mận này thì hồi nãy mình có mua rồi. À bên này là quýt này cả nhà. Cam và quýt có hai loại. Dưa bở. Cái dưa này dầm bỏ đường bỏ sữa cho ăn rất là ngon á. Dạ. Lấy cái trái này nè. Về dầm ngon lắm. Thôi em chưa có mua được, tại em đang còn đi. Dạ. Dạ em đang giới thiệu với chợ. Có giống giống thảo ở trên. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Dạ. Hôm nay em về về Sa Đéc. Dạ. Rồi cảm ơn dì ha. Dạ. Là biết gì thảo rồi. Ừ, dạ. Nó xin tiền nước ngoài cho người này người kia. Dạ. À đây là cái này là mặt cầu xiêm gì ha? Dạ. Dạ. Sa Đéc. Trời ơi có mấy trái thơm kìa. Đây mấy trái thơm to ghê không? Mấy thơm to khủng khiếp không? Trái thơm này chắc mà phải 2-3 ký. Dạ. Đây này cái mặt này. Dạ. Ông xã chị tới nào cũng bắt cho mình coi. Dạ. Cái thơm này ngon lắm á, thơm này ăn cắt ăn nước đà lắm cả nhà nha. Đây, chờ. Đây con chào gì ha. Con đi tiếp đây. Trời ơi, thơm này. Đâu vừa con đây nè. Đó vừa đang chạy xe đó kìa, xe đỏ. Dạ. Đây, đây, đây có đồ đủ. À con đang đi Sa Đéc rồi con vòng qua Cao Lãnh. Dạ. Cà Na cả nhà. Cà Na. Dạ. chú cái bông gì đây chú? Bông artiso. Bông artiso hả? Dạ. Dạ cái này nấu nước uống hả chú? Nấu nước uống. Dạ. Bông artiso đó cả nhà. Đây là bông artiso. Đỏ đẹp ha. Không có mùi gì hết. Xoài không có bọc gì, rất là nhiều loại xài lắm. 45.000 một ký. Có xoài Thái và xoài Đài Loan nữa. Dọc cái đường này họ đang đổ đá rất là nhiều. Bây giờ là 3 giờ là đang làm. Bán ở đây là miền Tây cho nên cây nhà lá vườn trồng có cái gì bán cái đó, dưa hấu. Trời mấy trái thơm nó to dữ. À có tới Lê Kim Ma nữa. Lê Kim Ma, nhà có được nhiêu đây bán nhiêu. Vừa bên này thì có ít rau lan, tem mít ở nhà chín rồi một ít cốc thái đem ra bán luôn. Đây tiếp tục đi đây cả nhà. Bên này có dâu, có mận, có sơ ri. À, vòng qua bên này chút xíu đi. Đây có me nữa, có những cái rau vườn. Chào cô. Dạ. Dạ. Xíu quay lại mua ít dâu xanh này. À, tiếp tục đi vào cái chợ này là cái đoạn này dài tầm khoảng chỉ có khoảng 300m thôi cả nhà. 300m bán rất là nhiều loại trái cây. Mua rất là đông luôn. Mua rất là đông luôn. À,
Rồi, cái này là nho, nho này thì ở mọi nơi đem về chứ không phải là nho ở Sa Đéc. Có cái túi này, túi già này, túi này túi già to ghê. Túi già này nó mới có nửa buồn thôi, nửa nải thôi mà nó to dữ vậy đó. À đây có ổi. Đu đủ. Trời, ở đây có một cái vườn mít nữa. Ôi mít muối nó to gì đâu. Dạ. Yeah. Con đi vòng cái đã. Mít này, mít gì á cô? Mít thái muối to dữ vậy hả? Dạ. Đấy cả nhà nếu muốn ăn mít thái thì ghé cái vừa đầu đường luôn. Đầu đường đi vô chờ trái cây Sa Đéc luôn. Dạ, đang lên giá à cô hả? Dạ. Rồi mấy cái mít to dữ này, cái mít này chắc phải 15 kg ấy hơn á. Con đi nha. Nói chuyện mà không mua. À bên này rồi. Bên kia còn một vòng nữa cả nhà. Ở đây bán nhãn. Đây hết đường, nguyên một đoạn đường ha. Đường này là đường Âu Cơ. Đây, đường Âu Cơ. Bên là chợ Sa Đéc đây cả nhà. Phía bên đây là phía bên tay trái của mình, còn giờ đây là qua bên tay phải. Qua bên tay phải thì cũng còn một cái nguyên một tuyến đường trái cây giống như hồi nãy. Nhưng mà trái cây bên này thì bán khác hơn. Đây cả nhà cùng đi qua bên này để xem bên này họ bán cái gì. Mà hồi nãy mình chạy xe máy thì mình thấy nó có khác hơn đó. Đúng rồi, thấy có khác hơn đó. Đây là có bon bon. Đây này cả nhà, 30.000 đồng một ký. Bon bon rất là nhiều luôn. Đây, bon bon. Nguyên một tuyến đường này cả nhà ha. Bon bon. Bây giờ đi vô trong này coi. Có mận Hà Nội nữa này. Đó. Cam chôm chôm thì giống bên kia. Có dâu xanh. Trời, dâu xanh quá trời luôn, cả báo báo luôn. Sầu riêng G6 cơm vàng hạt lép. À bên này có mít tô nữ nữa. Có thanh long nữa, nó mỗi khu vực bán mỗi trái cây hơi khác. Dâu xanh quá trời luôn này cả nhà. Dâu xanh. Bao nhiêu một ký vậy chị? Có 10.000 thôi ha. 10.000 một ký dâu xanh. Cái nào giống nhau hết chị hả? Giống nhau hả? Dâu ngọt lắm, cho em thử trái nha. Cứ thử. Cho thử luôn, thử thoải mái luôn. Dạ đây cô thử đi đó. Thử đi coi ngọt hay không. Ngọt thì mua mà chua thì cũng mua luôn. Không, vừa bổn thì mua, không vừa bổn thì thôi. Buôn bán mua vậy đó. Dạ. Dạ, dạ. Cho ký đi là biết ngọt rồi đó. Dạ đúng rồi. Cái này thử không bao nhiêu ký, 2 ký hả này. Để dừa dâu này chín luôn, lắm chín luôn rồi. Em bé hết kẹp luôn rồi nè. Trời ơi ngọt dữ. Thiệt không? Thiệt. Em nói thiệt, 1 ký hả con? Ừ, 1 ký. 1 ký là ăn ngất ngay rồi. Đúng rồi. Chơi cho vui cho lẩu 2.000 chứ không có lời. Chút xíu em quay lại mua nha. Tại vừa đi đâu vòng vòng ở đâu rồi á. Đang đi coi phim chút xíu ghé lại mua. Đây cả nhà, ghé đi chút xíu. Có hộ nhà. Về tới đây là ăn trái cây là ngất ngay luôn. Bưởi. Ôi quầy dâu nào cũng rất là đông. Tại vì dâu dưới này giờ rất là ngọt.
khoảng giá đó thôi, cho nên không có hội nữa. Đây có hai loại mận. Mày ra luộc ngon quá, đẹp quá. Chị đó đủ nhiêu ký rồi chị? 10 ngàn. Có 10 ngàn hả? Mà ngọt ha? Đúng, dạ. Mua trái ăn cho nó mát. Trời, quá trời ngon luôn. Chị mua mấy trái? Dạ, đợi con xíu, con đợi vợ con tới cái đài con mới lấy tiền được. Đi đâu rồi á? Đợi xíu con quay lại mua nha cô. Xíu là quay lại mua đu đủ và mua dâu. Bây giờ tiếp tục đi cả nhà. Cái đường này thì tầm 300m thôi, nhưng mà đi cho nó hết để cho cả nhà coi. Trời, bên này mấy cái dâu nó to. Dâu này nó to hơn dâu bên kia nữa. Nhưng mà thôi, mình ăn thì dâu nào cũng được. Dâu này dâu lời 1 hả chị hả? To dữ ha. Đây dâu này 15 ngàn ký, dâu này dâu to hơn. Đi tiếp đi. Trong này những trái cây này thì ở Sài Gòn cũng có. Lê Mạng Cầu. Đây những cái vừa trái cây này thì nhiều nơi có, cho nên là khách hơi ít hơn. Họ chủ yếu là họ thích cây trái cây vườn. Hết rồi đó cả nhà. Trong này thì còn có mấy ít chỗ bán sầu riêng nữa là hết rồi. Sầu riêng với mấy trái vườn thôi.